Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ tư. Tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng bộ xã Bản Lang tổng kết công tác đảng năm 2020. Phong Thổ tích cực phòng chống rét cho đàn gia súc. Ghi nhận từ hội thi tìm hiểu pháp luật về hộ tịch năm 2020. Vừa qua, huyện ủy Phong Thổ tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ tư mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Dùng A Nủ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, phó bí thư thường trực huyện ủy. Năm 2020, Đảng bộ huyện Phong Thổ đã chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhiều chỉ tiêu đạt được nhưng kết quả khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 103,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 101,5%. Đời sống của nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng trên người trên năm. Đặc biệt là công tác chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, các xã thị trấn, các lực lượng vũ trang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã lựa chọn được 5 sản phẩm OCOP, thêm xã Hội Luông đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững. Tại hội nghị, đã lấy ý kiến vào đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nghị quyết phát triển công nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Phong Thổ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trước mắt là làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, bám nắm tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm khu vực biên giới, đảm bảo tốt an ninh nông thôn. Nhân dịp này, 9 tổ chức đảng được Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Một chi bộ, 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020 cũng đã được Ban Thường vụ huyện ủy khen thưởng. Hội đồng Nhân dân huyện Phong Thổ vừa tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự có đồng chí Sùng A Nủ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Phong Thổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân huyện Phong Thổ đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp chuyên đề và 11 kỳ họp thường kỳ. Trong các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã xem xét ban hành 131 nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện 48 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, quản lý đất đai. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức được 100 cuộc tiếp xúc cử tri tại 190 điểm với hơn 14.000 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 450 ý kiến kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp 40 lượt công dân đến phản ánh kiến nghị tiếp nhận và giải quyết trả lời 40 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nhìn chung chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân từ huyện đến các xã thị trấn đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã đạt được một số kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân huyện còn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức trong quá trình chỉ đạo điều hành, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công tác bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định. Nhân dịp này, 7 tập thể và 20 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Chính phủ vừa tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Tại đầu cầu huyện Phong Thổ, dự có đồng chí Vương Thế Mẫn, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Bộ Truyền thông và Nội vụ Nhật Bản, Nhóm Nghiên cứu và Phát triển Trung tâm Toàn cầu về Cải tiến Xã hội Tokyo Hitachi chia sẻ các chuyên đề về kết quả bài học về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản Suga để phát triển chính phủ số và kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản, xây dựng chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Qua hội thảo đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị địa phương. Từ đó sẽ lấy người dân làm trung tâm và ra quyết định điều hành dựa trên dữ liệu số là điều kiện bảo đảm thành công, dành nguồn lực phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số là yếu tố khả thi quan trọng. Công an huyện Phong Thổ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Dự có đồng chí Thượng tá Phan Thành Bá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Vương Thế Mẫn, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong năm 2020, lực lượng công an huyện đã điều tra làm rõ 37 vụ, bắt giữ 48 đối tượng, tỷ lệ điều tra án thường đạt 77,1%, trọng án đạt 100%, tiếp nhận xử lý 61 tin báo tội phạm, đã giải quyết 48 tin đạt 78,7%, thụ lý 115 vụ, 122 bị can, không để xảy ra oan sai, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, vận động nhân dân tự giác giao nộp công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Thế Mẫn, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả lực lượng công an huyện đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch huyện đề nghị trong thời gian tới lực lượng công an huyện chủ động xây dựng các phương án đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong dịp tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc sắp tới, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đảm bảo các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn toàn huyện. Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự có đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu, đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo phòng ban chuyên môn, trưởng trạm y tế các xã thị trấn và cán bộ trong đơn vị. Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được đảm bảo, thực hiện nghiêm công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Tổng số lần khám bệnh là 185.751 lượt, đạt 99,3% so với kế hoạch giao. Số bệnh nhân điều trị nội trú là 6.611 lượt, ngoại trú và kê đơn là 57.956 lượt. Tăng cường giám sát, phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát lây lan. Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 40%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine đạt 93,86%. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV đạt 98,4%. Chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc viện bằng methadone đã thu hút và điều trị 478 bệnh nhân. Trong năm 2021, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường và củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế. Làm tốt công tác phòng chống cách ly, phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành các chỉ tiêu quốc gia về y tế. Vừa qua, Đảng bộ xã Bản Làng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Trong năm 2020, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ xã Bản Lang đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên cơ bản ổn định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường. Đến nay, toàn Đảng bộ xã Bản Lang có tổng số 238 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc. Trong đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 19,54%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 78,73%. Cũng trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 10 đồng chí đảng viên mới, tổ chức kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Trong năm 2021, Đảng bộ xã Bản Lang tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác phổ biến học tập và các chỉ thị nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tích cực đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất trong toàn đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Hội đồng Nhân dân xã Bản Lang vừa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của Hội đồng Nhân dân thời gian tới. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân xã Bản Lang đã tổ chức hoạt động hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, ban hành các nghị quyết đều đúng pháp luật, đúng trình tự, thủ tục, sát tình hình thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân được tăng cường, đúng trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của xã, đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Hội đồng Nhân dân các cấp để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân xã Bản Lang tiếp tục duy trì tốt các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân xã, đa dạng hóa các hình thức giám sát, tăng cường công tác giám sát theo hướng đổi mới về phương pháp có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung của nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã và các văn bản pháp luật của cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết tiếp tục đón đợt rét đậm thứ hai của mùa đông năm nay, huyện Phong Thổ đang tích cực chỉ đạo các xã và người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc việc phòng chống rét cho đàn gia súc, không thả gia súc vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, đồng thời đảm bảo thức ăn, phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Phong Thổ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục tràn xuống các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với đàn gia súc. Do vậy, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền vận động người chăn nuôi trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rét đậm, rét hại có thể gây ra trong mùa đông, góp phần tích cực vào việc duy trì phát triển tổng đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn thịt thương phẩm cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu tới. Và mình phải theo dõi cái nhiệt độ. Lúc nào mà nhiệt độ xuống thấp thì mình phải bồ vật trồng xong là che bà kiến cho nó. Và nhất là để cái dâng hay là các cổ voi, trồng cổ voi để bảo vệ cái lúc đấy mà mình cắt cho nó ăn. Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện Phong Thổ có 19.418 con, trong đó đàn trâu có 5.544 con, đàn bò là 423 con, đàn lợn là 13.451 con. Để chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền 17 xã thị trấn, đặc biệt tại các xã vùng cao, chủ động các biện pháp dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại để đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ổn định. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền các hộ chăn nuôi thực hiện nhốt gia súc trong chuồng, quây kín, đảm bảo thức ăn, tận dụng gốc cây khô, vỏ trấu, mùn cưa, làm chất đốt để sưởi ấm cho đàn trâu, bò trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống quá thấp, rét đậm, rét hại. Đồng thời chỉ đạo các xã vùng cao có phương án di chuyển đàn gia súc đi tránh rét tại những vùng có khí hậu ấm hơn. Nhận được cái thông tin đợt rét đậm, rét hại
Ủy ban huyện đã chỉ đạo các cái phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn đã thông tin tuyên truyền đến bà con nhân dân biết được cái tình rét và chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái xã thị trấn cùng bà con nhân dân chuẩn bị tích trữ thức ăn mùa đông và che chắn cái chuồng trại để đảm bảo sức khỏe đàn gia súc. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng như sự chủ động của người dân trên địa bàn huyện, đến nay đàn gia súc của huyện Phong Thổ đều phát triển bình thường. Từ đó góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra, bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, để có cơ sở đánh giá trung thực, khách quan, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Khổng Lào trong những năm qua, góp phần đưa các quy định của pháp luật sau khi ban hành đi vào cuộc sống, nhất là luật hộ tịch. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về hộ tịch năm 2020. Đây là sân chơi bổ ích cho cán bộ và nhân dân trong xã để tìm hiểu pháp luật. Về với hội thi năm nay, có sự góp mặt của gần 40 thí sinh đến từ 9 đội trên địa bàn xã. Các đội tham gia ở hai phần thi, như phần thi chào hỏi và phần thi kiến thức về pháp luật. Ở mỗi phần thi, các đội đều thể hiện được sự hiểu biết của mình về các kiến thức pháp luật cũng như năng khiếu thuyết trình bằng hình thức sân khấu hóa, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người xem, thúc đẩy phong trào phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa pháp lý trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Bên cạnh đó, để hội thi diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người xem, các đơn vị còn có sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng chuyên môn, dàn dựng chương trình công phu, biết kết hợp giữa hát múa và vũ đạo minh họa, trang phục đẹp đã làm tăng hiệu quả sân khấu. Qua cái cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã học hỏi được những cái kiến thức sâu và tìm hiểu kỹ hơn và biết nhiều hơn. Thì tôi với cái tư cách đó, tôi sẽ về thì chúng tôi sẽ vận dụng cái kiến thức mà qua cái cuộc thi ngày hôm nay chúng tôi học được. Tôi sẽ về tuyên truyền lồng ghép vào những cái cuộc buổi họp thôn, cũng như là họp chi hội phụ nữ và tuyên truyền cho toàn thể bà con, cũng như là vị thanh thiếu niên và tất cả toàn thể bà con trong thôn bản chúng tôi về hiểu thêm sâu sắc hơn về cái pháp luật, tìm hiểu pháp luật của bên hộ tịch này để thực hiện cho nó đúng và thực hiện cho tốt. Hội thi tìm hiểu pháp luật về hộ tịch năm 2020 được tổ chức có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các tuyên truyền viên pháp luật, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân xã Khổng Lào được trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để đánh giá lại thực trạng, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các bản. Qua đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chung của xã nhà. Qua năm nay thì về nhìn nhận chung thì các bản đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và cũng đã thành lập các đội thi đảm bảo tiêu chuẩn theo thể lệ của ban tổ chức đưa ra. Và về cái chất lượng thực hiện các cái phần thi ấy thì năm nay so với lại các năm là cũng đã được nâng cao rất là nhiều và cũng đã thực hiện sân khấu hóa các cái phần thi về màn chào hỏi này và cái phần liên hệ thực tiễn thì đảm bảo so với lại cái mong muốn và yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Với thành công của hội thi đã khẳng định được hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức thi tìm hiểu pháp luật. Đây là cơ sở để xã Khổng Lào tiếp tục phát huy, nhân rộng các tập thể cá nhân tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội pháp quyền, bình đẳng, tiến bộ. Thưa quý vị và các bạn, để thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới đại biểu toàn quốc lần thứ 13, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Vừa qua, trường mầm non Hoa Ban thị trấn Phong Thổ tổ chức Ngày hội Thể thao của bé năm học 2020-2021.
trong không khí vui tươi, phấn khởi của cô và trò cũng như các bậc phụ huynh học sinh. Ngày hội thể thao của bé được diễn ra với hai phần thi chính là đồng diễn thể dục nhịp điệu và trò chơi vận động với các bài tập vận động liên hoàn phù hợp với độ tuổi, khả năng vận động và tư duy của trẻ được tổ chức thi đấu theo đội như kéo bóng rích rắc qua chướng ngại vật rồi chuyển bóng bằng bụng vào rổ và đi xe đạp nhặt rau củ. Trò chơi kẹp bóng bằng chân, bật nhảy về đích, gánh bóng qua cầu rồi ném bóng vào giỏ. Hôm nay con được vui chơi với các bạn à. Con được chơi rất nhiều trò chơi à. Con rất là vui và cười với đời à. Ngày hội là sân chơi bổ ích lý thú và là cơ hội để các bé giao lưu, trải nghiệm và thể hiện năng khiếu sở trường của bản thân thông qua các trò chơi phát triển vận động. Qua đó giúp cán bộ giáo viên nâng cao nhận thức hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ, khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu nghề mến trẻ, đặc biệt là ở một địa bàn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn như xã vùng cao biên giới Phong Thổ. Trước tiên là chúng tôi cũng chuẩn bị về cái tâm thế cho trẻ để bước vào hội thi. Thứ nhất là rèn trẻ để cho trẻ có kiến thức để tham gia được hội thi. Thứ hai là chuẩn bị về đồ dùng đầy đủ, chu đáo để cho học sinh được tham gia. Thứ ba là chúng tôi cũng đã phối hợp với phụ huynh để cùng rèn trẻ và trẻ có kiến thức tốt nhất để tham gia được hội thi này. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ, trường mầm non Hoa Ban đã lựa chọn xây dựng thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non và coi đây là một trong những nội dung giáo dục quan trọng nhằm góp phần nuôi dưỡng, chăm sóc, nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ trên địa bàn, giúp các bé phát triển các tố chất vận động nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bền bỉ và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và phát triển thể lực cho trẻ trong giai đoạn mới. Trong năm học 2021, nhà trường đã tổ chức cái ngày hội thể thao cho bé trong ngày hôm nay. Và cái mục đích của cái ngày hội này là để tạo một cái sân chơi cho trẻ, giúp trẻ được vui chơi, được giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống và tạo cho trẻ cái sự nhanh nhẹn, khéo léo trong cái việc phát triển thể chất cũng như là ở cái chuyên đề giáo dục phát triển vận động của nhà trường. Việc tổ chức ngày hội thể thao của bé là một sân chơi bổ ích cho các con, giúp các con được giao lưu học hỏi, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống và là động lực đẩy mạnh hoạt động giáo dục thể chất, giúp cho các con được phát triển cả về thể chất và tinh thần, mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội tham gia. Trang truyền hình cơ sở của Đài truyền thanh truyền hình huyện Phong Thổ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.